Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Dư Ô Tô, chuyên các cái dòng xe độc lạ khu khoằm lằng nhằng và giá rẻ. Hôm nay thì em mang đến cho các bác một chiếc xe Audi A6 rẻ giật mình luôn. Con này năm kia em bán là hơn 500, gần 600. Còn năm ngoái thì em bán là hơn 400, còn năm nay thì chưa đến 300 các bác ạ. Chưa đến 300 triệu mà các bác đã sở hữu ngay được một mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức luôn. Con này là 100% là xe của Đức nhá, chứ không phải là xe của Trung Quốc tàu đâu. Vâng, nên là chiếc xe này thì em đang bán cái giá nó chỉ có 298 triệu đồng. Đúng bằng đầu biển số 298 này. Thì các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe Audi A6. Đây là một mẫu xe thể thao hạng D, kiểu dáng trẻ trung đẹp và đẳng cấp hạng sang đến từ thương hiệu của Đức. Và đây là một chiếc xe nhập Đức hoàn toàn 100%. Xe mang màu sơn ghi xám đẹp đẳng cấp luôn nhá. Và nói chung là về form thì không chê được câu nào. Logo xịn sò nhìn cái biết ngay là của Audi rồi. Và đây là một chiếc Audi A6 với động cơ máy là 2.0 FSI. Mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 8 lít trên 100 cây đến 10 lít trên 100 cây. Với cái dòng này thì nó là một dòng xe hạng sang, nên là đi thì nó rất là đầm và chắc. Đặc biệt là độ êm, cách âm chống ồn của xe thì quá ok. Túi khí an toàn của em này cũng đến chục cái. Hệ thống âm thanh loa cũng đã đẳng cấp trời Âu. Thế nên là về độ chất thì dòng Audi thì ai cũng biết rồi. Còn về độ sang, độ xịn thì sao? Độ sang, độ xịn thì khỏi bàn. Và đây là một mẫu xe mà được rất nhiều người yêu, rất nhiều người thích. Và thời điểm hiện tại thì Audi vẫn là một cái mẫu xe mà được nhất rất nhiều người gọi là tìm kiếm. Và hôm nay thì em mang đến cho các bác một mẫu xe Audi A6 với bản 2.0 Turbo. Con này thì máy Turbo lên là đi rất là thanh thoát xe và khỏe luôn. Nên là các bác đi đường thì rất là thoải mái, không phải lo bị yếu, bị ì. Và đặc biệt cái dòng này là một cái dòng xe mà được thiết kế công nghệ cực kỳ cao cấp, an toàn, hiện đại với màn hình, rồi điều hòa auto 2 vùng, rồi số tự động phanh tay điện tử, các thứ đầy đủ, chả thiếu cái gì. Và em này thì 4 bánh phanh đĩa, không thiếu, nói chung là về option thì đúng là không thiếu một cái option nào các bác nhá. Vâng, còn công nghệ so với công nghệ mới bây giờ thì không thể tránh được rồi. Nhưng mà đây là một chiếc Audi đời 2010, được nhập Đức nguyên chiếc và xe thì chính tên chính chủ biển 298558. Em này thì được bác chủ, bác ấy giữ gìn rất là cẩn thận và đi thì phải nói là bao nhiêu năm rồi nhưng mà chất xe nhìn vẫn mê. Con này thì được cái đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng, không ngập nước, không va chạm tai nạn. Và form đến bây giờ của xe thì vẫn giữ nguyên một cái form, nhìn nó thanh thoát luột là, chứ nó không gọi là vuông thành sắc cạnh như là những cái mẫu xe thể thao đến từ Mỹ. Mà đây là một cái dòng xe của Đức được thiết kế đẳng cấp luôn. Đấy, các bác nhìn về chất của xe đây ạ. Dàn lốp của xe thì từ 2021 nên là dàn lốp của nó vẫn còn dày, mới, la răng 5 chấu. Đấy, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ. Và em này được đèn thì đã được độ lên đèn bi LED. Bi LED hồi xưa thì sử dụng bi halogen, nhưng bây giờ là bi LED. Và bi LED của nó thì ánh sáng rất là mạnh mẽ luôn nhá. Và xe thì không hề lỗi lầm. Sơn si tôn cản của xe đồng đều, sạch sẽ, ngon lành. Và em này là một chiếc Audi. Vâng, một chiếc Audi với logo 4 dấu tròn, xịn sò, biển 29A85558. Các bác có thể check luôn xem là xe có đâm va tai nạn ngập nước hay không. Còn cái việc mà va quẹt xước sát thì không tránh khỏi được các bác ạ. Kể cả nhiều người bảo chứ xe nó phải sơn tuyệt đối hay là cái gì, nhưng mà bao nhiêu năm rồi, hầu như là những người mà đã từng đi xe rồi thì những cái đấy đều có thể bỏ qua. Còn những bác mà chưa bao giờ đi xe thì lúc nào cũng phải ô cái này phải zin, cái này phải này nọ. Nhưng mà thực sự các bác là những chiếc xe như thế này thì mình là cứ mong nó là ngon là ok. Tôn vỏ của dòng này thì nó rất là dày. Dòng xe đến từ thương hiệu Đức nên là tôn vỏ làm rất là dày, nên cách âm chống ồn cực tốt. Và các bác để ý các cái phần khe mép này, nó đều, không hề bị lệch lạc. Đấy, tôn vỏ dày luôn. Và đèn của chiếc xe thì đang sử dụng là đèn bi LED nhá. Con này là bi LED với công nghệ đèn bi Fuji rất là hiện đại và ánh sáng thì cực kỳ mạnh mẽ. Lắc mí phía dưới. Đấy, lắc mí phía dưới. Và đèn pha của chiếc xe là vẫn sử dụng đèn pha cơ bản. Đấy, cái này độ lên lắc nữa thì khủng khiếp luôn. Còn về phần gầm thì em này là đèn gầm bi nhá. Đấy, đèn gầm cũng là bi. Và toàn bộ cản này, toàn bộ tất cả các cái nan cản của xe là không hề có bị vỡ, còn nguyên luôn. Đấy, sạch sẽ, ngon lành. Em này thì được cái là nó là một mẫu xe thể thao full option với rửa đèn pha tự động. Đấy, không thiếu một cái chức năng gì nhá. Và đèn bên này cũng trong vắt luôn này. Đấy, đèn bên này trong vắt luôn.
Một mẫu xe mà nhìn cái đầu của nó phải nói thực sự là quá yêu luôn. Một mẫu Audi đến từ thương hiệu của Đức và nhập Đức hoàn toàn 100%. Con này mua mới của nó là hơn 3 tỷ. Vâng, về đến Việt Nam là hơn 3 tỷ đồng. Thế nhưng mà bây giờ mua giá chưa đến 300 triệu các bác ạ. Phải nói rẻ giật mình luôn. Hầu như đồ Đức thì bao giờ nó cũng vậy. Nhiều bác bảo đồ thay thế của nó thì sao? Thì đồ thay thế của nó cực kỳ nhiều luôn. Không thiếu một cái gì. Đấy, kể cả bát bèo giảm sóc các bác nhìn này. Đấy, nó còn nguyên mới luôn nhá. Tất cả cái tay đấy, hoặc là các cái phần cua lốp này nó còn đẹp như thế này. Đấy, cứ bảo làm sao con này chống ồn tốt. Đấy, toàn bộ bằng lót lỉ chống ồn chứ không phải là bằng nhựa nhá. Và lốp từ xe thì đang sử dụng lốp Michelin 2019 nhưng mà còn dày. Em này thì theo đồng hồ công tơ mét và lăn bánh là 22 vạn rồi. 22 vạn so với 13 năm thì cũng là một cái mức đi rất là nhiều. Thế nhưng mà bù lại thì chiếc xe này là mang lại cảm giác an toàn cho bác chủ. Và lốp 245, 45 la răng 17, la răng 5 chấu, phanh đĩa đầy đủ của Audi. Và phanh đĩa kép phía đằng trước, đằng sau là phanh đĩa đơn nhá. Vâng, nói chung về công nghệ thì đây là cái dòng xe full kịch option rồi. Không chê được một cái gì. Đấy, toàn bộ nẹp chỉ chrome của xe này, sáng bóng luôn, chân kính sáng này, CA nhan tích hợp trên tay gương. Và gương kính là điều chỉnh điện cục xe đầy đủ. Sơn sườn tôn vỏ thì khỏi bàn. Con này thì được cái tôn là xoay gương được luôn. Các bác nhìn này. Đấy, tôn cánh là xoay gương được luôn nhá. Đồng đều và không hề có lượn sóng. Sơn đều luôn. Và em này thì màu sơn này nó rất là khỏe và trẻ trung. Đấy, cửa đóng chắc chắn. Và cái dòng này thì anh em nhìn này, bản lề nhìn nó đã khác rồi. Khác hoàn toàn so với các dòng xe Nhật nhá. Với các dòng xe Nhật thì các cái bản lề này nó đều sử dụng là bản lề thép gập. Nhưng mà đây là bản lề đúc đàng hoàng, phay. Đấy, nên là nó rất là chắc chắn luôn. Dòng bản lề xe Đức thì nó khác hoàn toàn so với xe Nhật. Và các cái răng chống ồn thì nó đều nhiều lớp. Đấy, thế nên là khả năng cách âm chống ồn của chiếc xe thì không cần phải nghi ngại nhiều. Đi có bảo làm sao mà nó êm thế, nó cách âm tốt thế. Đấy, và độ đàm chắc của xe thì quá kinh khủng luôn. Mới lại là một cái nhược điểm nhá. Khi mà độ đàm chắc kinh khủng như vậy thì khẳng định với các bác là trọng lượng của xe nó sẽ hơi nặng một chút. Thế nên là đi là phải dùng động cơ dung tích lớn để nó thoát xe. Và xe thì bốn kính chỉnh điện. Đấy, rồi gương điều chỉnh gập điện các thứ đầy đủ đây. Em này thì vừa mới về xong. Đấy, nên nào các bác mà thích thì các bác có thể là qua cửa hàng xem trực tiếp luôn. Đấy, xe chạy được 21 vạn 9, gọi là 22 vạn. Và mặt táp lô thì mặt táp lô xe có túi khí an toàn, logo và có dán vân vàng rất là đẹp. Đấy, toàn bộ ốp vân này này, led căng luôn. Lâu lâu nhà em mới kiếm được một con như thế này các bác ạ. Vâng, thực sự là phải nói là hiếm luôn chứ không phải là đơn giản. Cái dòng này thì Audi nó cũng không phải là nhiều người mua được. Vâng, thường thường đây lại còn hộp để đồ xịn sò đây nữa cơ. Rất là độc đáo, hiếm có khó gặp. Đấy, ghế điện này hoạt động bình thường này. Đấy, ngửa ghế này, các thứ là hoạt động ok. Và lại còn có cả bơm lưng nữa cơ. Bơm lưng nữa, đấy, không thiếu một cái gì. Và đây là một chiếc xe mà rất là xịn sò với bản lề đó các bác nhỉ. Đấy, bản lề cánh sau còn chưa động chạm nhá. Chất xe còn ngon, ghế da còn đẹp, sạch sẽ. Đấy, ghế da còn đẹp, sạch sẽ. Và lại còn có cả cửa sổ trời. Option thì không chê. Ui, tôn nó mỏng này. Đấy, và cửa thì cửa cánh sau cũng thế này. Đấy, mở rất là dày chắc luôn. Bề dày cánh cửa nó cũng đã cứng. Và các bác nhìn cái bản lề nhìn nó đã khác hoàn toàn so với các dòng xe Việt. Vâng, để mà mua được một chiếc xe Audi này thì bên em cũng phải tìm tòi rất là lâu. Nên là các bác cũng thông cảm nếu như với cái mức giá mà 298 triệu đồng mà nhiều bác vẫn còn chê là đắt, thì các bác thông cảm là đến bên em đi mua xe còn khó để mà tìm mua được những chiếc xe Audi. Chứ chưa nói là các bác để tìm được một chiếc xe ưng ý. Thế mà mua một chiếc xe ưng ý chắc chắn giá tiền nó sẽ phải căng rồi. Đấy, sàn nỉ đẹp đây. Vâng, sàn nỉ rất là đẹp nhá. Nên là các bác cũng thông cảm nếu như mức giá này các bác có thể là coi là đắt thì thực sự các bác là không thể mua đâu được hơn đâu ạ. Đấy, kính của xe là còn zin nhá, kính 2010 còn zin. Em này thì kính zin luôn. Đấy. Và lốp đằng sau cũng là lốp Michelin 2021 245 45 la răng 17. Đấy, la răng đẹp 5 chấu. Đấy, có phanh đĩa đơn. À, cua lốp đều bằng lót lỉ chống ồn. Đấy, lót lỉ chống ồn nè các bác nè. Đấy, lót lỉ cực đẹp luôn nhá. Và xe thì đúng là đẳng cấp sang xịn mịn thơm rồi. Đi thì sướng, tôn vỏ thì dày. Và sơn xi sạch sẽ không hề lỗi lầm. Đèn hậu phía đằng sau của xe thì đều là thiết kế led. Đấy, thiết kế led, mắt led đẹp căng luôn này. Các bác nhìn này, mắt led đẹp căng luôn nhá. Và mắt này thì đèn này đều là đèn zin. Đấy, nên là mắt led sáng và không hề có bị ố mốc rạn nứt tí nào.
hai bên này, hai bên đèn cân đối như nhau này. Đấy, và em này thì đã kiểm tra rồi, thì là đằng sau cũng như là đằng trước là không có đâm đụng. Còn va quẹt xước sát thì các bác thông cảm, bao nhiêu năm rồi không tránh khỏi đâu. Đấy, nên là sơn thì không thể bảo là sơn zin. Đấy, không thể bảo là sơn zin được, bao năm rồi. Vâng. Nhưng mà được cái chất xe thì cứng. Đấy, chỉ keo bao nét. Và các bác nhìn này. Đấy, cốp mở có cam lùi. Đấy, biển số rõ ràng. Đấy, để cho các bác check luôn xem là xe có tai nạn ngập nước hay không. Em này thì để lâu quá đây này. Còn lá cây dính vào đây này. Toàn bộ lá cây này. À, các bản lề đây còn đẹp như này. Chỉ cánh của xe. Đấy, toàn bộ chỉ cánh này. Phần chỉ hai mép sườn này là của xe là còn nguyên. Đấy, và xe là không có đâm đụng nhá. Em này là không có đâm đụng, không ngập nước, không va chạm tai nạn và không có phạt nguội. Đấy, pháp lý đầy đủ. Đấy, thanh tam giác để ở đây. Cái này mở ra phát là mở được cái lấy cái thanh này ra để lúc mình cứu hộ đấy ạ. Vâng. Và đây hốc này, hốc nó còn đẹp như này. Đấy, các bác nhìn các cái mép hốc ở phía bên trong á. Rất là đẹp và sáng luôn. Đấy. Xe lỗi nhá thì thừa với các bác những cái đấy là không bao giờ còn. Nhìn nó biết ngay. Còn đây là một chiếc xe rất rất là cứng luôn. Đấy, lốp sơ cua phía dưới này. Đấy, đầy đủ nhá. Và ắc quy của xe thì tương đối là to. Đấy, số mã số của xe, đấy, mã số của xe và tất cả các cái phần hốc dưới này là còn nguyên. Em này thì được cái điểm cộng là không chê được một câu nào. Với một cái dòng xe đẳng cấp đến từ thương hiệu của Đức thì thực sự đây là một mẫu xe giá rất là hợp lý. Màu xe thì đẹp, màu này là màu gọi là màu xám. Vâng, màu xám. Nó nhạt hơn màu ở trên video một chút, nhưng mà cái màu này thì nhìn rất là khỏe khoắn và thể thao. Đấy, lốp đằng sau 2019 này, lốp dày Michelin. Toàn bộ dàn lốp của xe thì tương đối là mới, mặc dù chạy 22 vạn nhưng cái lốp này là mới gọi là thay và lâu nay là bác ấy không đi. Thế là thành ra lốp nó như thế này đây. Đấy, các bác nhìn này, lốp nó còn đẹp như này. Đấy, không hề có bụi bẩn mục mọt tí nào. Và ta lông thì vẫn còn, ta lông vẫn còn này. Đấy. Chất xe thì với cái dòng Audi thì đó các bác là để kiếm được một con xe ngon ngon này hơi hiếm luôn. Đợt trước thì bên nhà em cũng có một con Audi A6 mà trước nó là của một cái diễn viên ở cái bộ phim mà Đại Gia Chân Đất ấy. Bạn ấy nó là gốc màu đen và bạn ấy sơn lên là màu hồng. Em đấy thì bán ngay cho Đại Gia Hải Phòng trong vòng đúng một tuần. Đấy, còn hôm nay thì chiếc xe này sẽ về tay Đại Gia nào đây? Vâng, chắc chắn là phải Đại Gia rồi. Vì nhiều người người ta bảo là chỉ sợ con này là không nuôi được. Mà nói thật các bác, cái dòng này các bác cứ về bảo dưỡng định kỳ và chăm chút cẩn thận thì em nói chả có cái gì phải là gọi là không nuôi được cả. Mình cứ bảo dưỡng định kỳ. Đấy, mà mỗi lần bảo dưỡng chỉ mất 1-2 triệu thôi, không nhiều. Trừ khi là các bác thay thế đồ và nói chung là của bền tại người. Chứ còn đồ Đức thì nó cực kỳ bền luôn. Đấy, cực kỳ bền nhá. Và chiếc xe này thì đang bán cái mức giá, vâng, mức giá cực kỳ hời. Đấy, các bác bảo mua đâu được một con xe mà giá nó chỉ có hộc đồ dưới này. Đấy, cho cả người bên phụ và người bên lái đều có. Vâng, một chiếc xe mà giá nó chỉ có 298 triệu đồng thôi các bác. Một mức giá phải nói thực sự là quá êm luôn, quá yêu luôn. Đấy, hộp đồ rộng rãi tiện nghi. Đấy, ghế điện hai bên đầy đủ. Và xe thì đấy, cửa đóng nghe cái tiếng nó đã khác rồi. Kính thì zin toàn bộ nhá. Em này kính zin toàn bộ luôn. Chạy rất là phê. Đây, cả kính này là kính zin này, kính của Audi zin này. Đấy. Cái này là cái tem VATC lột ra thôi chứ còn không vấn đề gì. Đấy. Em này thì em sẽ bao đăng kiểm cho các bác là 1 năm nhá. Bao đăng kiểm 1 năm cho các bác luôn. Đấy, chất xe thì còn cứng đẹp và giá thì vô cùng yêu thương. Nghe được thật sự với các bác là 298 triệu đồng. Đúng là bên em cũng bảo giờ dân mình. Nhưng mà đây cũng là một cái mức giá mà phù hợp với cái tầm thời điểm này. Thời điểm này xe thì nó lại rất rẻ, không thiếu một cái gì. Có ga tự động này các bác ạ. Đây, ga tự động này nhá. Đấy, đây là phím điều khiển ga tự động này. Có điều khiển âm thanh và cài đặt này. Vô lăng còn đẹp. Và các chức năng thì không chê được cái gì. À quên, em này còn đèn nổ startup này. Đấy, đèn nổ startup thông minh nữa cơ. Nói chung là về công nghệ thì đúng là Audi là một cái công nghệ ngập trời rồi. Có phanh tay điện tử này. Đấy, rồi có nhiều cái chế độ như là bản đồ, cài đặt và các cái phím tùy chọn cài đặt cho cái các cái cụm điều khiển này. Đấy, số tự động nha chứ không phải số sàn. Và phần vân ốp gỗ thì nó cũng đang gọi là hơi cũ theo thời gian một chút, không vấn đề gì. Điều hòa mát lạnh auto. Đấy, ấn phát cái là auto hai vùng riêng biệt này. Cửa gió trước, cửa gió sau này, riêng biệt luôn. Và xe thì có màn hình. Đấy, màn hình, nhạc đầy đủ, không thiếu một cái gì. Và có thêm cái cam lùi tích hợp với cái màn hình này.
Đấy các bác kia. Vâng. Nói chung là về độ đẳng cấp thì Audi nó là có thừa rồi. Đấy, cửa sổ trời sao? Cửa sổ trời nè. Đấy các bác kia, cửa sổ trời. Và đóng mở là nó có nhiều nấc nhá. Con này là đóng mở nó có nhiều nấc luôn, chứ nó không như những cái dòng xe khác là mở một lần, mà cái này là mình có thể điều chỉnh được cái độ mở của cửa gió. Đấy, đèn trần các thứ là đầy đủ và có cả đèn phía trong phía ngoài. Đấy, không thiếu một cái chức năng gì. Nói chung là về độ đẳng cấp thì đúng là thực sự đây là một mẫu xe đáng đồng tiền bát gạo với cái giá tiền 298 triệu đồng. Năm ngoái em bán con này là xem 400, hơn 400. Năm nay nói các bác là rẻ giật mình luôn. Vâng, vì bọn em mua rẻ nên là em sẽ bán rất rẻ cho các bác. Đấy, lét này, các bác nhìn này. Lét này. Đấy, lét nhá. Có lét định vị này. Và xe thì động cơ của nó đang là động cơ máy 2.0 turbo FSI. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào tầm khoảng con này là 8 lít đến 9 lít trên 100 cây. Đấy, mở này, không có hơi thừa hơi khói này luôn rồi. Đấy, các bác thấy không? Không có một chút hơi thừa hơi khói này. Đấy, xe thì cực kỳ ok. Đấy, và cái dòng này thì nó chạy rất là ổn định luôn. Có turbo nhá, turbo này khô và không có dầu mỡ. Đấy. Và chất xe thì cảm giác đảm bảo với các bác là yên tâm, không phải nghĩ ngợi. Dòng này thì nó vẫn sử dụng là lái dầu, có bơm lái dầu này. Và chất xe thì tương đối là yên tâm. Đấy, toàn bộ vách đầu hai bên này, vách đầu của xe này là các bác không phải nghĩ ngợi gì luôn. Đấy, rất là ổn định, đầu răng này chưa có va chạm một tí nào luôn. Và hai bên đầu sườn của xe là còn cân đối. Đấy, hai bên đầu sườn còn nguyên này, nguyên các mép đầu sườn nhá. Và chỉ kẹp của hai cái phần tai cabo là còn nguyên. Toàn bộ phần tai cabo là xe là còn nguyên bản luôn. Đấy, nên là các bác nào mà yêu nhá, các bác nào mà thích nhá thì alo ngay cho em. Chiếc xe này thì em bán giá nó chỉ có 298 triệu đồng thôi. Vâng, một mức giá rất là hợp lý so với giá tiền thị trường. Bây giờ một con Audi 3.0 Quattron thì đang bán là 400. Còn đây em bán chỉ có 298 triệu đồng thôi. Nên bác nào mà thích thì mời các bác nhích ngay em này. Đấy, xe đẹp vừa đẳng cấp vừa ngon vừa sang vừa xịn. Và màu thì thực sự là một cái màu quá yêu thương luôn. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ, hợp lý, hợp túi tiền tại em Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.